Hả? Mẹ ngồi cho con đẩy hả? Chơi đẩy hả? Before I even knew her name, la la la. Con đi trên cỏ vậy sao con đi? Rồi xong. Đứng lên. Vui không? Dạ vui. Dạ vui. Nó nói, nó nói té xe. Mẹ, 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 dạ. Mẹ đi ra. À, mẹ đi ra. Wow. Mẹ xích ra, ok, mẹ xích ra. Hên, hồi nãy bật ngửa với bãi cỏ. Bãi cỏ không có đau. Cái gì xích vô đẩy tôi vậy thì sao kỳ vậy? Cho vừa. Cho vừa hả chơi hả? Mệt quá. Mệt quá nữa sụt xảo bà ơi. Đi kiếm lá cây hả? Lá cây đâu kiếm? Hello. Chị đi. How's the dogs doing? She's okay, but you know, now they're quarantined. So now we couldn't even go get her if we wanted to. Oh. So now I'm getting a little nervous, you know? Yeah. Because, Đó, đang chơi cái mẹ bị bà hàng xóm bắt lại nói chuyện xong rồi giờ chơi ngồi chơi đợi mẹ thương. Đi đâu? Rồi lên xe đi đi đi, con biết đường đi không? Con biết đường đi không? Đây lái qua đó là cỡ khoảng 10 tiếng hay 13 tiếng gì đó. Mà con đi với cái chiếc xe này là con phải lái là con đi cỡ 50 tiếng mới tới. Trời ơi hả, mấy người đó giờ mới tới đó kìa đây kìa. Đi, lái đi, 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 lẹ lên, đi, đi, lên. Giờ trời giờ bắt đầu ấm ấm hơn lại chút nè, hồi nãy còn lạnh lạnh hơn nè. Đó, té nữa đi, tôi cho bật ngửa. Trời ơi, coi được không? Tới té xe rồi, đúng rồi. Con nè, chạy té xe rồi. Đó, 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 té xe rồi. Bây giờ nó tưởng cái này là trò chơi nè, bây giờ bắt đầu làm tiếp nè. Nửa xe đi thì con đi ra ngoài đi chứ con đi cho nó sao con đi. Sao? Every touch is la la. Đó, cô chú thấy ngoài xe, ngoài giờ bữa nay xe dựng nhiều không? Tại vì ai đâu ai đi làm đâu. Không ai đi làm mà ngoài đường không có một bóng người. Chỉ có hai mẹ con chơi thôi. Bà đi rồi là không biết chừng nào qua chơi chơi ta ha. Thì đâu rồi chắc sắp qua đó chơi đây. Thân của chay đó. Hello. Chị chay đâu hả? Kệ nó, kệ đó con. Đồ của mấy chú để đó đó, rồi mình đi chơi đi. Mình đi chơi đi. Ủa sao tự nhiên ngồi vậy? Hả? Sao tự nhiên ngồi vậy vậy? À ngồi xuống nè. À con ngồi vậy hả? Ngồi sao, tại sao ngồi tướng vậy vậy? Ngồi cho cái chú đó biết là mình người Việt Nam à. Chứ Mỹ người ta đâu ngồi được vậy đâu. Chú chú vô chú làm việc đó. Bữa nay mình mướn mấy chú vô làm việc cho nhà mình đó. Mấy chị đi đâu? Mấy
Mẹ ngồi đâu? Ngồi đây thì sao mẹ quay con được? Mẹ phải ngồi đây mẹ mới quay con được. Đó, mấy chú đem đồ vô rồi kìa. Wow. Đó. Cỡ mặt muốn giọng không? Mặt này mặt khác với à, mẹ đang ngồi đây nè, mẹ đang ngồi nè. Mẹ mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông. Sạch dầu thơm đó, múc 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 dầu thơm ra sạch chơi cho vui coi. Giờ dầu thơm nhiều quá không biết làm gì, bỏ vô một chai tới sạch hàng ngày, mỗi ngày sạch một chai. Dân chơi mà. Ừ, đi đâu phải bỏ cho dầu thơm nhỏ nhỏ thôi người sạch chứ. Giống ai không biết. Hả? Trời, có được không? Dữ không? Rồi sạch luôn, sạch. Sạch dầu thơm coi. Sạch coi. Sạch dầu thơm là phải nhắm mắt tại vì hồi bữa là trúc đó. Đó, biết không? Biết là sạch dầu thơm ngay cổ phải không? Sạch dầu thơm mà sao đau khổ vậy? Thơm không? Dầu thơm nó dầu thơm gì vậy? Dầu thơm gì vậy? Dầu thơm gì? Hiệu gì á? Hiệu gì á? Ừ, chú đem đồ vô đó. Dầu thơm hiệu gì á? Hiệu gì? Hiệu Elsa. Đúng rồi. Ủa rồi giờ tính ngồi vậy vậy không vậy đó hả? Mỗi khi chiều về chú bà vô. Ừ, chú đem đồ vô đó. Sao nữa? Sao ngồi mặt khó chịu vậy? Để xuống sao? Để xuống này. Dài là tự mang đó nha cô chú nha, mẹ giúp không chịu đó, nó để con muốn ngồi xuống. À, muốn ngồi xuống rồi lấy ghế ngồi đây, bắt ghế ngồi đây. Rồi giờ tới cái màn bắt ghế rồi nè. Giờ là kéo ghế ra là sợ rồi nha. Làm sao? Đúng rồi, giỏi lắm. Rồi. Xoay người ghế ra, đúng rồi. Đó, giữ chưa? Đó. Wow, đó đại gia ngồi. Đại gia ngồi phải bành chân bành háng vậy đó. Không ngồi xuống nữa hả? À, ngồi xuống đây hả? Đó, đại gia ngồi mặt ngầu chưa? Thôi rồi, có đại gia ngồi mặt kìa. Ủa, làm gì vậy? Ủa, con ngủ hả? Trời ơi. Gì vậy? Cái gì con? Mẹ. Ừ, mẹ Elsa. Em bé. Em bé đâu? Em bé khác rồi. Elsa. Ngon ta. Ăn gì á? Ăn bánh xoài. Ăn phanh phai cho mẹ miếng ăn. Thank you. Thảo ăn quá. Cho miếng nữa coi. Ngon quá. Cũng mới nói gì vậy trời? Trời đất ơi. Có biết đường đi không? Đi đâu ạ? Trời ơi, đã đời chưa? Trời, con ngồi baby show rồi. Để coi nó ngồi ở trong cái xe này mà nó ngồi như Hoàng Châu Cách Cách không? Hoàng thượng Gia Lâm. Chạy đâu chạy? Đi đi coi cá hả? Có cá không? Dạ. Có cá kìa.
Cá đâu? Oh my god, mẹ không thấy luôn á. Ừ, sao con thấy hay vậy? Trời ơi, mày ơi, mày cầm điện thoại mày nhìn mày quay con không, mày không biết có con cá luôn á. Cá này sao bị dây vậy đây? Ồ, tội nghiệp cá quá. Con có thấy tội nghiệp cá không? Cá chết rồi đó. Con nói Nam Mô A Di Đà Phật đi. Con cá. Ừ, con cá, con nói Nam Mô A Di Đà Phật. Cá, cá đâu nữa con à? Ờ, cô chú thấy chưa? Cá nữa. Cá đâu? Con này như dễ thấy lắm mà, sao mẹ không thấy? Sao Chay thấy được vậy? Chay có nhớ là mùa hè là mình dí mấy cái con vịt chỗ đây không Chay? Trời ơi, có mấy người này nó đi xa bất dục dưới đây nè. Hả? Đây mày lượm cái ly sa bất này lên mày dục cho thùng rác nha con. Thấy không? Mấy cô mấy chú uống sa bất xong mày dục ở đây nè. Mọi người biết á, hồi đó là ở đây á, là ở dưới này nè, toàn là miễn chai không mà, tại vì cái này cái sông mà, người ta uống bia uống đồ xong rồi cái người ta dục miễn chai miễn đồ dưới ly tổ đồ kia. Nên là cỡ Ngọc với chồng Ngọc lấy đồ ra để quét để móc mấy cái miễn chai này lên luôn á. Rảnh mà, đâu có gì làm. Đi đi dục thùng rác rồi đó. Thùng rác kế bên này nè đó. Chứ có xa xôi gì đâu mà làm biến. Để mình đi cho là để ai đi lỡ đứt tay đứt chân đâu này kia. Mốt con cái mình đứt tay đứt chân cũng y vậy thôi. Trời ơi, coi bà ngồi kìa. Trời ơi, đẹp đi chưa? Cảnh đẹp không cô chú? Đó, bây giờ nè, bây giờ ngài hát. Trời, coi ngồi cái tướng nè. Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông. À, quay vào đây. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Rồi, biết sao nó ngồi đây rồi, tại vì con cá ngay chỗ đó đó. Hả? Từng chiều em hát. Gì? Đi đâu? Đâu nữa, đây đâu có con gì đây đâu, đi kiếm cá chết nữa hay gì, không có. Cá đâu? Cá nè. Thôi bà làm tôi hết hồn, này đâu phải cá, cái này là cái cọng ấy. Cá đâu? Cá là hết hồn. Công nhận á, cảnh đẹp chứ sợ luôn. Cái gì con? Cái đó chỉ là nước chảy róc rách thôi. Muốn gì? Muốn kiếm gì? Đây nè, tới cuối cái này là để tới cuối tháng là người ta sẽ bắt vô nè. Người ta sẽ bắt vô cho mình đi ra ngoài á. Cho mình đi ra ngoài xong á, cuối tháng. Trời ơi, có mấy con vịt nó lên nó làm kìa. Đó, có được không? Ủa, có một con cá khô luôn kìa Chay kìa. Wow, chắc con cá mà chết á. Cái là ai? Ê, đứng lại, đúng. Con cá mà chết ai mà bắt bỏ lên đây thì khô theo năm tháng luôn kìa. Wow. Trời ơi, mẹ với Chay bữa nay khám phá được nhiều thứ quá. Hả? Cái bà ơi. Cái gì? Cái bà. Cái gì? Con nói gì vậy Chay? Hả? Không có cho nói từ đó nghe chưa? Ở đâu mà con học được cái từ đó vậy? Từ mẹ đó hả? Mẹ hư thiệt chứ. Tự nhiên chị nó nói chết bà rồi. Trời ơi trời. Coi chân kìa. Đó. Ngọc biết cái giọng của Ngọc lâu lâu á, mà đang ở trong video mọi người đang coi mà Ngọc nói lớn lên cái mọi người hết hồn phải không? Ngọc xin lỗi mọi người nha. Tại vì á, Ngọc á, cái kiểu Ngọc ăn to nói lớn. Nó quen rồi. Ngọc biết là lâu lâu mọi người cũng hết hồn chứ bộ. Tự nhiên đang coi video y mã cái đó la lên cái. Cái gì? Sao tại sao không đi mà kêu bồng? Làm biết đây hả? Hello daddy. Cô bà ngồi. Cô chịu đời nổi nó không? Cô chịu đời nổi nó không? Chịu đời nổi không đây? Nói nghe coi.
À, chịu đời nổi không? Bước ra. Thánh Hâm chơi. Thánh Hâm chơi. Không. Ai mua? Ai mua? Ai mua? Ai mua? Ủa con làm gì vậy? Tại sao cởi? Mẹ cởi được tại vì mẹ người lớn, còn con sao con cởi? Con cởi là con lạnh đó. Có được đời không? Trời ơi, có được đời không? Trời ơi, so hai bàn chân coi. Hai bàn chân. Bàn chân ai đẹp hơn? Chân ai đẹp hơn? Chân ai đẹp hơn đó mẹ nghe. Chân ai đẹp hơn? Chân mẹ đẹp hơn. Mang vô đi, nhưng mà đừng mang vớ là được rồi. Mang vớ thì hơi nóng, giờ này mà mang vớ thì hơi nóng á. Được mẹ mua kem ăn nè cô chú ơi. Yes, I understand completely. And ngon quá. Kem mà có whipped cream nữa chứ. Cho mẹ miếng không? I understand that. And I will, I'll make the correct decision. Chocolate ice cream with whipped cream on it. Oh my god, your chạy đi. Giờ áo rồi con. Nè, cởi áo ra, cởi áo khoác ra. Cởi áo khoác ra, con ăn dơ áo rồi, đứng lên. Ngồi xuống, ngồi xuống. Mẹ cho con. Chứ không nói mẹ đưa đây nghe chưa. Như vậy là mình hổn đó. Sướng chưa? Wow. Trời ơi, thương chưa. Cho mẹ miếng nó đi. Múc gì, múc vô cho miếng chứ ăn. Cái muỗng không cho ăn gì. Cho gì chút xíu ạ. Con người dứt kỹ nhá mọn nha. Wow, đã quá. Wow. I don't think so. You can get them at Plum Market or some fancy markets, but. Wow, coi chừng đổ kem kìa. Sướng chưa? Trời ơi, đây đặt cái này có đổ kem đây nè. 100% organic, natural, raw juice. As they call it. Còn mẹ là mẹ uống matcha. Uống thử hả? Uống thử matcha đó, matcha latte đó. Có được đại không? Có được đại không? Sao? Bởi vậy để mẹ ăn cái đó cho. Gives you a kick in the throat. Who is that, baby? My boss. Oh. So, try it out. Ngon không? Okay. Để mẹ vô mẹ lấy cho chay khăn giấy nha. I'll let you go. Wow, ngon quá. À, uống cà phê, mẹ uống cà phê nha. Vô. Vô, boom. Ba để xe vô duyên ghê, trước mặt người ta là cảnh đẹp tự nhiên đừng để cái xe thấy vô duyên vô cùng luôn. Phải không chay? Ba chay dựng cái xe rồi. What a beautiful day, right? That was nice. Yeah. Oh, wow. Ice cream. Yeah. Drive through. Ice cream and a chair looking over the lake. 20 years from now, that will probably be a... Taking the condo. Want to get a chair and have a seat? Yeah, it's good to stand. Oh. Okay. Got lots going on, I see. Yeah. Was, doing some floor changing. Oh, really? Wow, yeah. Nice. Yeah, we're going to get rid of the laminate, whatever that is, and get some tile. Trời ơi, bà ngồi, chắc là bà ngồi, bà cũng không ngồi bình thường giùm tôi nha, bà ngồi cái gì. Bà ngồi, bà còn ngồi cái chân, bà bằng gác lên kia, nó sẽ có được đời bà không? Good time to get it done. Yeah, might as well. Nothing else going on. No kidding. Yeah. So. You know, enjoy your pandemic. Oh yeah. Chắc là bà ngồi, cô chú à, thế nào cô chú cũng chụp lại tấm hình nè. Bà ngồi cái thứ mà ngồi mà sao thiệt đúng mà không bình yên quá, bà ngồi y như thiệt, nó y như ngọc luôn á. Rồi ngồi xong ăn rồi xong chút phải thay cái áo nè. Được rồi. Ngọc là ngọc ngồi cũng cũng ghét rồi mấy ngọc không bao giờ ngọc ngồi bình thường á. Đó, con này nó trôi rồi, coi thấy nó ăn chưa? Cũng dễ giọng nó chưa? Apple juice and all
Cô, cái chú hàng xóm nói là hả, trời đất ơi, bắt cái ghế ngồi ăn ly kem, nhưng mà bây giờ 20 năm sau cái ly kem sẽ được thay thế bằng cái ly rượu ngồi để ngắm sông, ngắm biển. Đúng rồi, 20 năm sau là chơi 22 tuổi là chơi được phép uống rượu rồi, là sẽ được thay thế bằng cái ly rượu. Không nói đúng luôn. Nói nghe nè, có ăn nữa không? Không ăn nữa bỏ. Có chịu đời nổi không? Ngồi xuống. Thì cái chứ con nó có trời. Sáng giờ mấy sáng thì cái đưa cái mỏ vô húp luôn. Tan rồi. Đúng rồi. Kêu đưa mỏ vô húp luôn, húp luôn đó cô chú. Kêu làm gì đã làm đó à. Yeah, that's actually what it was. I believe it was trời đất ơi, có quần áo tay chân. A lot of people were saying that if you were sao hút hấp gì hấp lâu dữ vậy? Hả? Hút ngon không? I have a friend who has it and nhìn mẹ coi chơi, nhìn cô chú này chơi. Ồ, cái con ghê. Ui ghê. You know, she's fine now, but it was like 2 days of like just crap. Yeah, I had one day in there where it kept me away from running. To be frank with you, I ran every day, but one không day, nổi gì bạn. One day I didn't go running. Giấc mơ những chén chua cay này. And I went slow the liệu bao nhiêu giá dù ca buồn. Trời, vô lý dơ. Trời ơi. Rồi ăn xong chưa? Hấp nữa. Hấp bao nhiêu canh vậy đó, rồi chút đầu cổ tay chân ngứa hết. Bởi vì khổ tôi chưa đó. Cái này chỉ tôi bài ra, chỉ trời nó dơ đôi dài nó luôn rồi. Cái con này dơ đôi dài luôn rồi kìa. Dơ dài rồi kìa. Hả? Yeah, yeah. Trời ơi, con này nó giỡn mặt với tôi là sao trời? Trời ơi. Thôi đừng, đừng, được đợi không, được đợi không? You okay over there, Jean? Oh my god, she having so much fun. Rồi, ăn xong chưa? Ăn xong chưa, đi dục thùng rác. Ok. Ok, rồi thùng rác đâu? Cái thùng rác này ngoài kia kìa. Chạy ra ngoài tự động đi dục. Dục cho đúng chỗ ra xong rồi đi ra ngoài sông rửa tay luôn. Ừ, chơi vậy đó. Mình là dân miền Tây mà. Chạy ra ngoài sông rửa tay luôn. Trời ơi, có còn đổ khắp đường nè. Đi dục thùng rác lại lên. Hả? Giỏi quá, chay giỏi ghê luôn á. Rồi dục thùng rác đây. Rồi đi chờ đây mày giúp cho. Con lùn lắm, đây mày giúp cho. Ôi ơi giả ta. Rồi đi ra đi rửa tay, ra bờ sông rửa tay. Ra bờ sông rửa tay. Xong kìa, nước nhà mình thiếu gì. Đó cái sông trước mặt đó. Nhà mình cái gì thiếu chứ nước là không thiếu nha con nha. Cái gì là ra ngoài ra sông đây làm. Ăn uống tắm rửa giặt giũ gì ra đây. Hả? Đây, bây giờ nè, cởi cái áo ra. Rồi. Cởi áo ra. Rồi, chồm xuống. Rồi, chồm xuống sông rửa tay đi. Xuống đây rửa tay nè. Rồi, ngồi xuống rửa tay. Rửa tay đi. Để mẹ dịnh. À, đúng rồi, mình là miền Tây mà. Chưa xong, còn dơ tay kìa. Tay còn dơ kìa, cái mỏ, cái miệng dơ kìa. Lạnh. Hả? Lạnh quá. Lạnh quá hả? Vậy thôi vô nhà rửa nha. Nước này ít có lạnh lắm, nước lạnh này như nước đá. Ui, lạnh quá. Nè, còn dơ tay còn dơ nè. Ủa, lạnh chưa? Lạnh, lạnh quá trời ơi. Ui, nó lạnh. Trời ơi. Wow. Nè, tay đỏ luôn nè, mọi người thấy không? Mình biết lạnh tới mức độ nào rồi đó. Hiện tại bây giờ ở ngoài trời là cũng 16, 17 độ. Nhưng mà cái... Thôi, vô, lạnh. Wash your hand, vâng, mà ngồi wash your hand đi. Lại lên rồi đi vô. Trời ơi, lạnh. Ui, chào ơi. Xong rồi. Xong. Lấm máu. Rồi. Coi, coi, mặt áo tay ngắn thấy dễ thương dễ sợ không? Hả? Rồi, khăn nè, chùi tay đi. Sẵn là chùi miệng luôn đi. Rồi đi về đem vô cái áo vô giặt luôn.
Lạnh phải không? Ai mượn thì mở vậy, đi vô đây đi, đi vô nhà. Did you have fun at the lake? Yeah. What? Yeah. Tell Daddy, what did you do at the lake? What did you do at the lake, honey? What did you do? I washed your hands. You wash your hands? Did you wash your hands in the lake? It's so cold. It's so cold. Oh, it's so cold. The lake or the sink you washed your hands in? The water is cold. The water in the lake is cold? Yeah. Yeah? Whoa, so cute. Oh, what is so cute? Oh, she just smelled. Wow. Oh, it's a ducky. Yeah. You want to go and see the ducky? Yeah, go run over and touch the ducky. Nó kể cho ba nó là nó mới rửa tay ngoài hồ lạnh lắm. Nó nói vậy đó. Ê, sô. Ê, té. Trời ơi, trời. Nó giờ dí dịch dí gà nữa đó. Cái gì? Ducky. Giờ nó kêu ducky. Oh, it's a boy duck and a girl duck. The girl duck is brown and the boy duck is green. Come here. Hi, duckies. Tại sao lại bỏ chay đi như vậy? Tại sao? You know what? The duckies like popcorn. Why don't you go share some popcorn with the duckies? No, baby. Yeah. I don't want to get inside. I don't want to go inside. Baby, can it? Hey. It's true. La, la, la. Bye. Good. Yay. Nước. Cái gì? Nước. Nước làm sao? Nước nè. Gì? Nước. Trời rảnh ghê chưa? Chạy vô nhà lấy bắp ra cho vịt ăn. Rảnh rỗi ghê á. Rồi, con thả xuống cho vịt ăn đi. Here, feed the duckies. Here. Rồi, nhìn ba kìa. Oh, wow. Duggies, come over. Oh, wow. You want to throw some more? Yeah. Rồi, thải đây. Yay, giỏi quá. Mò, mò. Là cho con nữa đó, nó nói mò, mò là cho nữa đó. Here, wait. Let him come closer. Baby, JD, you gotta say more, please. Here, don't mind. Right here. Mommy, come over here. Let him come closer and have some, so they can know what it tastes like. Đó, dịch ăn của con kìa, dịch ăn bắp okay. Kìa. Now they know. Here. Đúng rồi, ba cho là phải thank you. Đúng rồi. Wow. They're worried, JD. Wait, they're worried that you might try to grab them. Đúng rồi. Trời, làm gì thải xong cái làm gì vậy? Here, JD. Wait. More, please. More, please. Đúng rồi. Good job, JD. Wait, let them have some more. Chờ đấy, dịch chứ đang ăn chưa hết mà. You gotta wait until they're not scared, so they'll come and eat more. Con phải chờ cho chừng nào dịch không có sợ con, tại vì con đứng đây á, cái dịch sợ con đó. Dịch sợ con bắt dịch đó. Mà đúng rồi, giờ là mình phải bắt dịch chứ mình không có để dịch chạy lên bậy. Lạnh không chay? You wanna throw some out? Mày vô mày lấy áo khoác cho chay mặc nha. Mặc hai áo gì cũng chưa đủ đâu. Nói mát vậy chứ gió lên cái là lạnh à. Nếu mà không có gió thì mát. Gió hiện lạnh. Sit right here. Don't sit with your feet in the water. Now look, they're gonna eat all this and they're gonna come close to us, but we gotta sit and be quiet. Okay. Khi bài à? Ăn nè. Thấy không? Không có gió thì mát. Thấy đi, thấy đi. Yeah. Chay chỉ ba coi có con cá hồi nãy đâu chay, con cá chết đâu chay, chỉ ba coi. Chị đi, can you show daddy where's the fish? A dive fish. Where's the fish? Fish over there, JD, over there, remember? Ew. Yeah. Show daddy.
Here, right here, JD. Come. Why did JD run? Yo, Dad. What happened to the fish? Huh? It looks like it ate something and couldn't get it. What happened to the fish? Oh yeah, it looked like the, like he ate like some. Something that you shouldn't. A fish. He ate a fish. Oh. Okay. À, con cá này là biết sao nó chết rồi nè. Nó ăn cái con cá nhỏ rồi thở không nổi rồi thì chết đây nè. Chứ có gì đâu. Cái miệng ổng còn nguyên con cá trong miệng kìa. Thôi đi vô con. Đi vô mày lấy áo khoác cho mặc đi. Mặc thêm cái áo nữa thành ba cái đi. Ê, té, đi vô, bước vô. Thôi bữa nay cái video clip này là dài lắm luôn rồi đó. Thì xin cảm ơn tất cả các cô chú đã xem cái video clip ngày hôm nay của Trang nha. Hy vọng cái clip này sẽ cho cô chú một cái bầu không khí thật thật rồi trời. Đang chào á, đang cái hạ màn, chơi hạ màn cái hạ màn này thấy. Nó thê thảm vậy. Chơi lắc kì kìa chơi. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ. Ở nhà vui vẻ, sạch sẽ, mát mẻ. Hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Bye bye.